Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, giờ Houston. Thưa quý vị, ở bên Mỹ và bên châu Âu, giờ này nhiều người muốn mua một chiếc xe điện vì họ muốn cộng tác vào trong công việc chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Mua một chiếc xe điện có thể mắc hơn mua một chiếc xe chạy bằng xăng. Nhưng mà vấn đề không phải nằm ở số tiền, mà vấn đề nhiều người e ngại là vì không có cổng sạc điện. Đi tìm một chỗ mà có sạc điện cho chiếc xe của mình không đơn giản. Xe mà chạy bằng xăng thì các trạm xăng đầy đủ khắp các nơi. Hết xăng thì tấp vào đổ đầy xăng chạy tiếp. Còn nếu mà hết điện, khó mà tìm được một cổng sạc điện. Ở bên Mỹ, hiện nay có khoảng chừng 1.800.000 chiếc xe chạy điện. Nhưng mà cổng sạc thì chỉ có 41.000 cổng sạc mà thôi. Và có khoảng chừng chỉ có 5.000 cổng sạc nhanh. Như vậy chia đều ra cho 50 tiểu bang thì con số đó nó ít lắm. Những thành phố lớn như thành phố Houston còn có một số nơi dễ tìm để mà sạc. Nhưng nếu mà ở những thành phố nhỏ thì hầu như đó là một sự vô phương. Hôm nọ tôi có nói chuyện với ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí, đó là tôi muốn mua một chiếc xe điện của VinFast khi mà bán được ở Houston. Tức là khi mà VinFast đến được Houston, tôi muốn mua một chiếc. Nhưng mà tôi ngại là không biết kiếm đâu được cái cổng sạc. Vì hiện giờ ở Houston cổng sạc còn quá ít đi. Nếu tôi không lầm mà hình như chỉ có 5 cổng sạc à. Mà như vậy ra xe mà đứng có 5 cổng sạc, tới nơi đó mà đợi mà sạc cho nữa đó, thì mất biết bao nhiêu giờ. Tôi e ngại chuyện đó lắm thưa quý vị. Còn cổng sạc đó, kiểu của bên châu Âu nó cũng khác bên nước Mỹ nữa. Nó giống như là quý vị mà sạc điện thoại của T-Mobile thì nó khác với cái điện thoại của Android, vân vân và vân vân. Đó là những điều mà những người như tôi muốn cộng tác vào trong việc chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu và rất thích VinFast là vì đó là một chiếc xe do chính người Việt Nam sản xuất thì tôi rất tự hào. Nhưng cũng rất lo âu là vì mua là một chuyện, bảo trì và sử dụng nó có tiện lợi hay không lại là một chuyện khác. Nhưng thưa quý vị, chuyện đó cũng đã làm cho những nhà sản xuất xe điện khá là nhức đầu vì xây dựng hạ tầng, tức là cổng sạc điện ấy, như Tesla hoặc là ngay trong tương lai là VinFast cũng phải lo âu vô cùng. Vì nó rất bất tiện cho những khách tiêu dùng. Thì trong kế hoạch xây dựng lại nước Mỹ, Build Back Better America, thì có một số tiền để xây dựng các cổng sạc. Hôm qua, Tòa Nhà Trắng của Mỹ công bố là sẽ chi 7 tỷ rưỡi để giúp cho xây các cổng sạc điện cho các xe hơi chạy bằng điện. Thì điều này đã được Tesla hoan nghênh vô cùng. Và như vậy giá cổ phần của Tesla đã tăng lên liền. Vì người ta biết rằng là hạ tầng cho Tesla đã có bắt đầu khởi sắc. Nhưng thưa quý vị, đây không phải là chỉ riêng cho Tesla mà đại công ty VinFast của Việt Nam cũng được hưởng lây, vì đây là hạ tầng chung cho tất cả
các chiếc xe chạy bằng điện và VinFast thì nhắm tới thị trường của Mỹ. Hai mẫu mã E35 và E36 chạy bằng điện thì cũng cần có hạ tầng đó chứ. Nên tôi cũng xin chúc mừng cho VinFast. Danh từ được gọi là hưởng sái. Hưởng sái hạ tầng cơ sở 7 tỷ rưỡi đó, đỡ nhức đầu cho những nhà lãnh đạo của VinFast. Và điều đó nó cũng làm cho tôi là một trong những người sẽ tiêu dùng trong tương lai cũng cảm thấy rằng an toàn hơn, có lẽ là thuận tiện hơn. Bao lâu mà chưa có nhiều cổng sạc thì bấy lâu cũng còn có sự cân nhắc và nhức nhối. 7 tỷ rưỡi xây thêm khoảng chừng một số cổng sạc, có vậy chứ không bao nhiêu đâu thưa quý vị. Nó cũng sẽ tăng lên khoảng chừng được 100.000 cổng sạc nữa, thì mới gấp đôi gấp ba. Nó phải gần giống như là gấp cả hàng trăm lần á, các cái gì đó của cây xăng bây giờ. Thì nó bằng tương ứng khoảng chừng là 1/4, 1/5 thôi là cũng đã mừng lắm rồi. Nhưng thưa quý vị, cái gì khởi đầu cũng khó. Xe chạy bằng điện thì đã được chế tạo, nhưng cổng sạc thì còn đang hiếm. Vậy thì tin vui của 7 tỷ rưỡi tòa Nhà Trắng công bố xây dựng cho các cổng sạc đó là một sự hy vọng cho những người muốn tiêu dùng, và là sự giúp đỡ cho các nhà đầu tư vào xe điện bớt nhức đầu. Trong đó như vậy là VinFast được hưởng sái. Đầu mà sạc điện của VinFast đó, cũng sẽ chế tạo ở Mỹ, nó khác với cái đầu chế tạo sạc điện ở châu Âu. Vì hai nước, hai lục địa đang sử dụng đầu sạc khác nhau thưa quý vị. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Một sự vui mừng cho những nhà đầu tư về xe điện, và là một sự hy vọng bớt những sự phiền hà cho những người tiêu dùng muốn mua xe điện như tôi. Và tôi cũng xin trả lời với một số quý khán giả ngay, nói là ủa, ông Hùng muốn mua xe VinFast? Tôi muốn chứ, nhưng mà VinFast chưa có sản xuất ở tại Mỹ, dầu rằng là đã ra mắt. Ra mắt tại Mỹ nhưng mà nó có xe hay không là một chuyện, có đại lý hay không là một chuyện khác. Nếu mà có đại lý ở Houston thì chắc tôi nghĩ rằng là tới năm 2024-2025 mới có. Chứ còn có đại lý của VinFast thì chắc chỉ ở Cali vào cuối năm 2022 thôi, một năm nữa. Không có đơn giản. Mà VinFast có xe để giao hay không là một chuyện khác nữa. Tôi cũng xin trả lời với những ai hỏi rằng là sao anh Hùng chưa mua xe VinFast? Có xe đâu mà mua? Có đại lý nhận đâu mà mua? Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.